đèn chống trắng. Rồi chống trắng. Sơn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bóng chiều sinh. Đây là kèo 3-4 nha các bạn. Đây là sân bóng chuyền Diệu Anh ở tổ chính ấp 1 thành phố Vĩnh Cửu Đồng Nai nha các bạn. Phía bộ ba bên đây mình có biên trái là Duy, biên phải là Đồng và chuyền hai là Trọng Nhỏ các bạn. Phía bộ 4 bên kia của Dũng Lê, Tana. Điểm số hiện tại là 1-0 nha các bạn. Duy và xử lý tốt của Duy. Điểm số được quân Bình 1-1. Quá êm. Và cho bóng không thành công của Duy nha các bạn. Điểm cho 4 phía bên kia 2-1. Phạt bóng không qua lưới rồi. Điểm chơi bên Duyên các bạn 2-2. Phạt bóng ra ngoài. Điểm chơi bên Dũng Lê 3-2. Cái này là thứ 7, ngày mai Chủ nhật sẽ diễn ra giải bóng chuyền 44 tại sân Diệu Anh luôn nha các bạn. Quá đẹp. Trời ơi, trên cành luôn. Điểm số từ Quân Bình 3-2. Và những điểm thành công của Duy các bạn. Phương Duy 3-2. Quá hay, phản công. Bóng thành công của Cương Duy. Tiếp tục là điểm thuộc về phía bộ ba bên đây nha các bạn. Vẫn còn. Quá hay. Và điểm tốt của Đồng nha các bạn. Điểm 5-3. Các quyền đang được tạo ra cho bên bộ ba là 2 điểm nha các bạn. 5-3. Đây là pha xử lý tốt của Tana. Điểm số được gắn còn 4-5. Em. Vẫn còn, cờ phản công. Và đó là pha thu bóng không thành công của Trọng Nhỏ các bạn. Điểm số được Quân Bình 5-5. Và dự điểm tốt của Khương Duy. Điểm 6-5. Quá đẹp luôn. Quá hay cho pha thu bóng vừa rồi của Đen. Và điểm tốt của Tana. Oh.
Tự gì? Và điểm số hiện tại là 76 nha bạn. Rồi trên cánh luôn, trắng luôn. Như vậy phía bên Duy bắt lỗi sai nữa mà. Điểm thuộc về phía bên đúng lên. 86 hai đội ở sân nha bạn. 86 thỏa im Cường Duy vào bóng tốt của Cường Duy lúc ngang tỷ số còn 78. Đang chống trắng. Phải điểm gọn gàng của đen các bạn. Điểm 97. Bóng không qua lưới rồi. Điểm thuộc về bên Khương Duy. 89. Bớt một hỏng rồi. Và điểm số hiện tại được Quân Bình các bạn. Điểm số được Quân Bình 8 điều. Quá đẹp. Hơi thiếu một xíu. Vẫn còn. Nhìn đó là và dứt điểm không thành công của trọng nhỏ. Điểm 98. Vẫn còn quả hay. Đầu tốt của đèn. Đó là pha phản công. Ghi điểm của Dũng nha các bạn. Bốn đá bảy hai gói á. Vẫn còn. Quá hay cho Dũng. Cơ hội tiếp tục dành cho bên Khương Duy. Và xử lý tốt của Khương Duy. Điểm 10-11. Trời. Và điểm không qua lưới của phía bên 14 Dũng Lê các bạn. Điểm 11 điều. Thành Hà vẫn còn cơ hội. Quá đẹp các bạn ơi. Và điểm tốt của đồng Cấm Sơn. Điểm 12-11. Quá bò. Bóng chạm tay ra ngoài. Điểm 12 điều. Hai điều trống trắng
Và đó là vài điểm tốt của Khương Di. Khi mà bộ 4 bên đây mất luôn cái vàng trắng rồi. Điểm 13-12. Quá im. Sơn. Quá đẹp các bạn ơi. Đó là vài điểm của Sơn. Điểm 13 điều. Và điểm tốt của Khương Di. Điểm 14-13 nha bạn. Mười bốn mười ba. Sẽ đấu đi vào những điểm số quyết định nha các bạn. Quá đẹp Sơn. Và diện lỗi trắng của Dũng đây tạo điều kiện thuận lợi cho phía bên Sơn dứt điểm các bạn. Điểm 14 điều. Vẫn là Khương Duy. Tầm đánh quá tốt các bạn ạ. Trên trắng luôn rồi. Điểm 15-14. Điểm kết thúc trận đấu dành cho bên bộ ba của Khương Duy nha các bạn. Quá êm rồi Sơn. Vậy thì với pha trong bóng thành công vừa rồi của Khương Di cũng kết thúc trận đấu nha bạn. Phía bên bộ ba của Khương Di trọng nhỏ và đồng giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.